Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã bắt giữ đối tượng Vũ Hoài Nam, sinh năm 2001 về hành vi giết người. Theo đó vào ngày 14 tháng 7, ông L, sinh năm 1955, được phát hiện tử vong tại nhà với nhiều vết thương nghi do bị đánh. Tại hiện trường tổ công tác nhận thấy nạn nhân có vết thương trên đầu gây mất máu, hai cánh tay bầm tím, da bị rách và nghi ngờ nạn nhân không phải ngã cầu thang mà bị tác động ngoại lực. Công an đã tiến hành thu thập dấu vết, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Vũ Hoài Nam, cháu ruột của nạn nhân là người gây ra vụ việc. Đối tượng Nam bị bắt ngay sau đó khi đang trốn tại căn hộ trên tầng 9 của một chung cư ở quận 5. Tại cơ quan điều tra, Nam Khai do cần tiền nhưng xin ông Lờ không cho nên đã dùng khúc gỗ đánh ông Lờ, bất tỉnh rồi bỏ trốn. Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến bốn mẹ con tử vong. Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với lái xe Đàm Văn Lương, sinh năm 1986, trú tại cách Linh, Quảng Hòa, Cao Bằng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó vào khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 7 tại ngã tư giao cắt giữa đường DH05 và đường Ba Tràng, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 88H288.49 do Đàm Văn Lương điều khiển va chạm với xe tải biển kiểm soát 29C597.75, khiến xe này văng vào xe mô tô do chị Hát, sinh năm 1992, trú tại Cát Quế, Hoài Đức, điều khiển khi đang chở theo ba con nhỏ. Cú va chạm khiến xe mô tô bị ép vào thành cầu, ngay vị trí ngã tư khiến cả bốn mẹ con chị hát tử vong tại chỗ. Lái xe tải biển kiểm soát 29C597.75 bị thương và được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định. Sau tai nạn, Đàm Văn Lương rời hiện trường và bị bắt tại một nhà nghỉ ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức vào 23 giờ 45 phút cùng ngày. Qua điều tra cho thấy Lương trở quá tải 74% và dương tính với ma túy. Diễn biến thảm án người Việt tại Thái Lan liên quan đến vụ 6 người Việt tử vong tại một khách sạn cao cấp ở Thái Lan, tại diễn biến mới nhất cảnh sát Thái Lan cho biết, 5 người Việt Nam và gốc Việt đã trả phòng vào trưa ngày 15 tháng 7 theo đúng kế hoạch như nghi phạm, bà Serin trong 56 tuổi, hộ chiếu Mỹ, đã giữ phòng 502 và mời họ ở lại để nói chuyện, bàn bạc thêm. Trước đó tại cuộc họp báo diễn ra trưa ngày 17 tháng 7, cảnh sát hiện nghi ngờ bà trong đã đầu độc 5 người còn lại rồi tự kết liễu bằng cách uống thuốc độc. Nhiều khả năng loại thuốc được sử dụng còn mạnh hơn cyanua đồng thời cảnh sát cho rằng động cơ có thể liên quan đến chuyện nợ nần. Ngoài bà Serin trong, danh tính 5 nạn nhân thiệt mạng gồm có ông Giang Hung Van, 55 tuổi, Trang Dinh Phu, 37 tuổi, Nguyễn Thi Phương, 46 tuổi, Nguyễn Thi Phương Lan, 47 tuổi và Pham Hong Thanh, 49 tuổi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!